Xin chào cả nhà. Thì bây giờ hôm nay là ngày 15 tháng 4 năm 2020. Thì mình với Bảy mình đang đóng cái đơn hàng cho một anh này ở Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ. Thì hôm trước anh đã mua một lần cây của mình rồi, là 30 cây, 15 cây đỏ và 15 cây vàng. Thì lần này anh mua thêm 15 cây đỏ nữa, 15 cây trang thái đỏ một cốt. Đây, 15 cây trang thái đỏ một cốt. Bởi mình đang vô thùng. Đỏ với 2 cây vàng. Chín. Chín cây này là 10 nè. 10. Mười. Rồi, để hai cái đó nữa vô là xong.